tin ban truyền thông giáo phận, tổ chức buổi tập huấn cho phát thanh viên tại văn phòng truyền thông giáo phận với mục đích giúp cho các phát thanh viên thực hiện tốt phận vụ của mình. Vừa qua, ngày 6 tháng 6 năm 2018, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi tập huấn dành cho phát thanh viên giáo phận dưới sự đồng hành của cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy. Vào lúc 14 giờ, 12 phát thanh viên đã có mặt tại văn phòng truyền thông giáo phận để được lắng nghe chuyên viên của đài truyền hình hướng dẫn những điều cơ bản nhất mà người phát thanh viên cần phải có để làm tốt công việc của mình, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của chị trong nghề phát thanh viên. Tiếp sau đó, mọi phát thanh viên được thực hành đọc bản tin để chuyên viên lắng nghe, được phân tích những điểm tốt và chưa tốt cũng như khắc phục để làm tốt hơn. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người hướng dẫn, buổi tập huấn đã diễn ra một cách sôi nổi. Nghề phát thanh viên là một nghề đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế, nên thật khó để cho một phát thanh viên tự tìm tòi học hỏi. Vì vậy, dù không nói ra, nhưng có lẽ mỗi phát thanh viên đều cảm nhận buổi tập huấn thật sự bổ ích và mang lại hiệu quả cao cho bản thân. Buổi tập huấn kết thúc vào lúc 16 giờ, tất cả mọi người hiện diện đều vui. Chị Teresa Lê Phương Anh, đại diện cho các phát thanh viên giáo phận, cảm ơn sự hiện diện, nhiệt tình hướng dẫn của chuyên viên. Buổi tập huấn diễn ra dù chỉ 2 giờ đồng hồ, nhưng theo đánh giá của chuyên viên thì các phát thanh viên đã có sự tiến bộ đáng kể.